Người cũng cắm hoa với mình nhé. Mình cắm đang suốt ta cái này ở đây nữa này. Rửa môi rượu đỏ. Má ơi, rửa môi rượu đỏ này. Penny từ hôm sáng nó ta được bỏ xuống đây. Đưa ăn nguồn nó lại xài mặn nữa. Ngon hơn tôm đấy. Tôm mặn nhưng mà lại cái. Em thấy một điều nhá, cứ ở chung với ông bà là cháu chẳng biết mặn được chi mấy cả một. Nhưng như nhà chị Toan á, cũng luôn luôn ở dưới nhưng mà mẹ hắn cứ bắt tay mặn đấy, là bà mặn thì hắn mặn được luôn mà mặn. Thì mặn được hết. Các bà hay rồi. Chua, dạ. Mẹ quen mất cái tay nghi ở dưới dưới ấy rồi. Con cầm lên sẵn rồi. Cảm ơn cả chua. Thấy chưa, anh ta bị chua đá đấy. anh đi ra nhà tắm mà, ý là anh để ý mà cả nhà tắm hết rồi á. Là anh hỏi em nhà ơi, tắt máy nó lại được chưa? À, hoặc là có hôm là anh tắt sẵn xong rồi, anh tắt trước xong rồi, bảo là anh quên tắt nó lại rồi đấy. Cho bác sĩ cái kẹo mà. Được ạ. Đưa điện thoại đến mẹ anh nào. Con kêu anh Tôn vào học bài đi. Mẹ Tôn ơi, vào học bài. Cải dối lắm rồi đấy. Cà chua có ổi ở dưới tủ nó ăn thì lấy nha. Cà chua dạ. Cà chua đi hát tầm đập kít điện thì không à. Cầm vào tay nhưng mà còn phải nắm đua à? Không muốn nữa. Ôi giời, giờ cần gì đi may đâu. Trời, chồng nó đi thẳng này chứ cặp kìa là cái chi chứ không cả. Đúng rồi, lắm lắm chuyện nhân cơ hội đó với bủa được chứ. Chim giờ này đang uống rượu không thấy hoạt động. Cặp kìa chứ mới có cơ hội để bủa chứ này.
Mô mà đi có còn bị tua nữa không? Mô cái ba cái bác ăn cho ở đó mùi cá mà ăn cái cá của nó ở mùi nó đây là chết cha rồi. Hình như thằng Hùng Mỹ cũng đi mang đến Kim này, thì có ba đứa đó, Hùng với Lê Huệ với Kim nhá, là nên bố hết rồi, tao bố đi không có đứa mua uống rượu với Kim, thằng Huệ được với Kim mới ngồi tiếp mà tiếp suốt ngay suốt đêm đi chết. Mà bố có mấy thằng đen thì nó uống đỏ đi. Chết rồi. Chị à, ngủ chết rồi. Nhỏ ngay lấy 8 rồi. Còn có mày men tốt đâu, nó cà chua dạ. Không còn kiểu gì khác à? Không, chị em mua con mỗi mình men tốt thì cứ su cút men đậu xanh. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé. Bye bye.